tự mua đồ tự tính tiền. Mẹ nó đi chợ có ba đứa con giúp, bây giờ ba đứa nó làm hết, mình chỉ đi theo thôi, mình không cần làm, thấy chưa? Ủa chú ba miêu phải uống mặt con hồi chú nói hồi đi mi đó. Đó, tối rồi, quá tối luôn. Ủa, xong à? Bà cho cái chàng đồ ăn không? Bà con giả bộ bà cào cào cào, bà chiên chiên chiên, bà nấu 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 đó. Này chiên tàu hủ nè, cái đó là nấu cá. Rồi này chiên tàu hủ, còn này là xào đó. Thấy chưa? Bà cũng bày ra bà làm thấy ghê chưa? Hay bà cũng ngon lành chứ bộ giỡn đâu? Trời ơi, giỡn đâu trời? Chà, đúng là mau biết chăng quen. Làm xong bữa cơm cho ba mẹ con, bố mẹ con chứ trời giỡn hoài chứ ghê chưa? Món xào nè, món tàu hủ nè, canh chua cá của mình nè, thấy